Ok, chào mọi người. Thì làm ngày mới bắt đầu rồi. Hôm nay on hơi muộn, chúng ta khởi đầu với lại một tí của cái chiến trường. Kết thúc ở chiến trường đúng không? Thì hôm nay mình có thể chỉ cho bạn thêm một cái kỹ thuật nữa. Ví dụ ở đây mình có thể cho bạn xem như thế này. Bạn thấy bên cạnh đây có rất nhiều nick không? Tức là khi mà mình đang tiện online nhiều nick ấy, thì mình sẽ dùng các nick khác để tấn công một nick mình. Thì khi mình cho một cái nick vào trong cái chiến trường ấy, nó có thể là phe địch phe ta không? Thì nếu mà cái nick nào ở phe ngược lại mình sẽ để riêng một góc ấy. Sau đó mình dùng cái nick đấy tấn công mình. Nên bạn ý là lúc nào mình xuất mình giai đoạn đó lúc đầu thì không có gì không? Nhưng mà từ khoảng giữa giữa hiệp 1 trở đi ấy, khi mình xuất hiện ở đâu rất nhiều tướng ra đánh ở trúng chỗ mình và hy sinh trước mình ấy. Nên mình có tên số điểm rất lớn ấy. Thì đây là một cái kỹ thuật cho bạn, nếu như bạn có tiện on nhiều nick thì bạn có thể dùng các nick khác để hỗ trợ bạn lên top nhé. Dĩ nhiên là chỉ tiện thôi, chứ còn bình thường tự nhiên loát nhiều nick làm gì đúng không? Đấy, thì ở đây trong trường hợp này mình đang tiện treo online cho nhiều nick nên là mình sẽ dùng cái trò này. Thì như thế là ngoài việc mình mạnh ra thì mình luôn đảm bảo được mình sẽ là top 1. Thì đấy là một số cái nó là bỏ mấy công phải on nhiều nick ấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhận khóa thứ minh tinh, và bây giờ mình sẽ bây giờ chuẩn bị có cả cuộc chiến bảo vệ công hội này. Nhưng mà trước mắt thì mình sẽ nạp thẻ nốt, thì hôm nay có bắt đầu có cái phản hồi rồi. Thì vì trước tích lũy mình đang dở dang ấy nên mình sẽ ấy nốt cho nó tròn tích lũy cũ trước đã. Mình sẽ xử lý cho tròn tích lũy cũ trước, xong rồi mình chờ ngày mai ra tích chờ ngày mai hay chính xác hơn là đêm nay ra tích lũy mới này, thì mình có thể mình quy đổi thêm vàng vào sau đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển nó trước đi. Mình sẽ chuyển trước vào đây là 5.000 vàng ấy. Mình vào ngân hàng cốt mình lấy được cái cốt thôi vì ngày mai là hết rồi. Chính xác hơn là 0 giờ tối nay là nó hết rồi. Nên mình phải vào mình nhận luôn chứ không lại mất. Hạn sử dụng thì nó còn dài, nhưng mà quan trọng là cái code thì nó chỉ lưu giữ theo theo thời gian thôi.
nếu mà không may mất, có thể bạn báo mốt thì có thể người ta sẽ lấy lại code cho bạn, nhưng mà nó phiền hà lắm. Tốt nhất là bạn chủ động bạn lấy sớm cho nhanh. Đây mình sẽ nhận code này. Đây code này có báo 180 mà bây giờ mới cấp 97 nên là khá là lâu mới nhận được đúng không? Còn lâu đó. Nhận quà này. Trước mắt là bánh mì mua mắt đó này. Túi đồ với lại ba lô mình đều đầy rồi nên kho mình cũng đầy rồi nên là thành ra hai cái này mình không cần. Từ hôm bây giờ lại mình cũng đầy, và mấy cái thứ này nói chung là mình chỉ cần mua bánh mì thôi. Đây mình quay vòng quay kinh nghiệm một chút đi cho nó xem được bao nhiêu cái nào. Chắc là đủ lên một cấp đấy, đang 70 mấy phần trăm rồi chắc lên được cấp. Nói chung là sắp được cấp 100 rồi. Cấp 100 là Haki à, hay cấp 102 là Hải hồn hay sao nhỉ? Mình chả nhớ lắm. Nói chung là cứ đi đến đâu được 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 cái gì hay cái đấy đó. Cứ kiên nhẫn thôi, tại bây giờ server mới bây giờ nó chủ yếu là thiệt là tính năng thôi. Quà hay có rất nhiều nhưng mà tính năng nó chưa đủ ấy, nên là chưa chưa thể bùng phát mạnh hơn nữa được. Mà chỉ tạm thời là mạnh so với server thôi chứ còn để mạnh cho với liên server thì có đủ tính năng. Có đủ tướng các thứ nữa cơ. Hiện tại mình vẫn chưa có tướng lo nên là thành ra vẫn yếu. Mình cần có lo là đi lên server. Thế các server sát sát đây mình nghĩ là có con lo là chính thôi, các tướng khác chắc cũng chưa có đâu. Quay cái này cũng hên xui, có thể nó vào cái cao được nhiều, vào cái thấp thì được ít thôi. Nhưng mà vẫn phải quay, nó chưa có chọn mắc hết thôi, vì nó chỉ bấy nhiêu lượt thôi. Và cũng chỉ dành cho các bạn nào mà chơi kiểu đầu tư thôi nhé. Còn những bạn nào chơi free thì vẫn luôn khuyến cáo là không cần quay cái này đâu. Ồ, vớ vẩn trông vậy mới có tám mấy phần trăm mà chắc đến 90 vậy, gần gần lên cấp rồi. Kinh thật, càng về sau có vẻ quay càng không ăn thua lắm nhỉ. Thế về sau lên level cao người ta có quay đâu mà. Chỉ quay ở level thấp thôi, vì sau nó giới hạn nó cao quá nó chả ăn thua nữa. Ồ, quay hết rồi bây giờ, xem nhận cái tinh bàn nó có khá cầm được cái gì không nào. Tinh bàn nó tăng được cái gì không? Không tăng được gì không? Nhận 95% ấy. Để tăng tốc cái này lên 5 đến mức 5 vàng xem có được không ạ. Một được cái 96 dùng bánh mì lực đi nốt thôi. Chứ còn cái này nghe chừng không ăn thua rồi. Nhưng mà trước mắt thì rồi mình treo yến tiền tí đã đúng không? Mình cho mấy nick kia bán yến tiền tí đã.
Mình xem có thể cường hóa được thời trang hay nào, hay phải lên cấp với cường rồi, lên cấp với cường đúng không? Nhận ít quà này, cô nãy mình nhận rồi đúng không? Nãy mình nhận code rồi. À mình nghĩ là bây giờ mình đủ cái tinh bàn rồi đấy, tinh bàn ở trong cái chiến trường ấy, 5.900 đây này, đâu nhỉ? Đây đúng không? Mình sẽ đổi cái này. Cái gì vậy? Ô, còn giới hạn bởi danh vọng nữa kìa. Nhưng mà danh vọng vậy thôi, sắp đủ danh vọng nữa chưa? Vậy thôi thôi mình chờ mấy ngày nữa đổi vậy. Nhưng còn giới hạn cả danh vọng nữa. Không để ý cái đấy đâu. Cứ tưởng là đủ luôn rồi. Còn cái gì nữa không nhỉ? Thôi chứ không, chắc lên tí level không, xong ra đánh con boss các thứ thanh quanh nữa, làm mấy việc nữa. Đây đợt mình đầu tư lại không có cái quặng bạc nên mình sẽ ưu tiên tấn công một con nào có quặng bạc nhé. Không, lên rồi, bây giờ đã lên cấp rồi. Lên cấp 98 rồi, nhưng mà chắc cũng chả lên nổi cấp 99 đâu. Thì cái tình hình hiện tại cũng khó lắm. Xem thời trang cường thêm chứ nào. Cường rồi này. Bắt đầu thiếu thủy tinh thời trang rồi mới sợ chứ. Không biết còn thủy tinh thời trang ở đây còn túi này. Kinh thật, vậy mà cũng thiếu được. Ủa, nó vẫn thiếu à? À, như mình chưa mở ra. Mình tưởng mở rồi chứ nhỉ. Ơ như chưa mở thật thế sao ấy. Rồi bây giờ mình cường hóa lên. Đây chắc cường lên được hai cái đúng không? Thôi cái Usopp để đấy đi, vì tới mình được thêm thời trang mà mình để dành tí để cường thêm cái thời trang bên kia nữa. Không, hai cái này cao quá, hai cái kia thấp quá, vậy mình cường cái main là mắc thôi, còn cái còn lại cứ để đấy đã. Xem có chăm sóc thêm người trái không nào. À, nói chung là thấp lắm, chả chăm sóc thêm là gì đâu. Cường hóa đây là 98 đây này. Đi nhận nhiệm vụ tiếp xem nào. 99 nó có tấn công thủy đội, cái này mà đi được mắc nữa thì cũng ngon. Thì mình sẽ xử lý được cái quả tàu ấy, được cái quả tinh bàn tiếp theo nữa, nhưng mà cứ từ từ đã. Nãy vừa bóc công hội xong thì chắc chắn là sẽ được thêm điểm của cái để nâng tiếp cái này rồi, cái công hội trong này rồi, nâng tiếp được cái viện nghiên cứu này thôi, nâng thêm vật công lên thôi, cứ vật công mà dồn trước thôi, sau ra cái gì khác mình tính sau, trước mắt thì cứ dồn vật công lên đã. Những cái bảo thụ nó rơi ra, những cái cây này, những dương thụ, bảo thụ thứ này xung quanh này để cống thêm điểm, điểm hết dùng để đổi quà trong này. Ngoài ra có thể dùng cả berry để tăng điểm nữa. Mình vẫn trung thành với bánh mì và team ác ma. Nói chung là mở tinh linh tàu mấy cái trò tầm bảo nuôi cá thứ rất là đơn giản, ăn mỏ cũng đơn giản thôi. Blue dù là ít nhưng vẫn cứ nhặt đi nhá, chả tội gì không nhặt đúng không? Cứ nhặt đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ.
Đây mình xem đổi thêm được mấy túi nè. Cơ bản là mình chưa dùng hết lực nên là cũng chưa được nhiều túi đâu. Vậy là chưa đủ một thêm túi nữa rồi. Để thêm một túi nữa. 22 túi nữa. Túi cờ cao cấp thì cất vào đã này. Đồng xu cũng cất vào. Đây mình có cái trang sức tiếp này, mình sẽ trang bị trang sức vào không? À nhưng mà có vẻ sắp đến giờ boss rồi, vào đánh boss đã xong rồi ra trang bị trang sức sau không? Bây giờ mở nốt mấy cái túi này ra thôi. Ok, hiện tại đã hết boss rồi. Như mình đã nói trong video trước ấy thì mình đang làm lát trên báo này nó sẽ không thoát được. Nó không tự động nó hiện ra thông báo đâu, mình tự ấn rời ra khỏi boss thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý nick tiếp nào. Cấp 98 mà không chắc không lên kịp 99 rồi. Nãy mình vừa mới nhận thêm được ít chiến tích các thứ thì có thể nâng thêm một tí. Đây, nâng thêm. Giờ xử lý đến trang sức đúng không? Cái túi báu vật này cất vào trong ấy này, 180 còn lâu mới dùng được. Bây giờ mình từ túi cao trước đi, túi phi tinh, và cứ từ túi cao xuống túi thấp nhé, để tối ưu dần dần các chỉ số mà. Bây giờ trang sức phi tinh thì mình sẽ vào xem phi tinh có cái nào chưa. Cái này chả cứ vào xem chắc đi, không nên tin trí nhớ là gì. Nhất là những thằng chơi nhiều nick như mình. Phi tinh nó tăng cái gì nhiều ấy nhỉ? Nó tăng tuyệt chiêu rồi. Tuyệt chiêu với lại ma phòng nhiều.
Rồi mình sẽ thay thay là mình chọn cái tuyệt chiêu để sau mình thay vào cái này nhé. Nhưng mình chắc cũng chưa thay luôn nhỉ? Thay luôn không nhỉ? Thôi thay luôn đi. Để phi tinh lấy cái tuyệt chiêu này. Tiếp theo mình đến 7 sao C nó có từ cái gì đây? Hồng Hoang đến Hoàng Long đúng không? Mình sẽ xem lại nào. Đây Hoàng Long mình đang có sẵn 3 món, mình lấy thêm món nữa thành 4 đúng không? Mình sẽ lấy nốt cái vật phòng đấy cho thành 4 thì mình sẽ lên được 6% sinh mệnh đúng không? Lấy cái vật phòng. Tăng lực chiến rồi. Ủa, mình có chọn nhầm cái không? Không thấy tăng lực chiến đấy nhỉ? Hay là tăng mà mình không để ý ấy. Mình vào xem lại nữa. Vậy chắc tăng không để ý à, mình đang hơi mỏi mắt đi. Cứ tưởng là chọn nhầm, mình chọn đúng rồi. Dưới mình đang chọn vũ tỏa này. Sinh mệnh. Huyền Hoàng thì mình sẽ chọn cái tuyệt chiêu phòng này. Còn cái Yokkaido mình chọn tiếp cái tuyệt chiêu. Rồi này, tiếp tục này, mình có chiến công này. Danh hiệu thừa cất vào kho, chờ cây ác ma ra rồi cống vào. Mấy cái lẻ lẻ cứ vào trong trước đi đã này. Vào pet cho nó ăn tí. Mới level 77 thế này. Cấp 80 nó chưa có 5 cấp thì lên được phát. Đây mình sẽ xem lại con pet ở server cũ xem là nó hiện tại nó được nó kiểu nhiều đủ skin nữa. Mình cũng quên quên số kỹ năng của nó có thể có rồi. Mình chả nhớ con này ra bao nhiêu kỹ năng ấy. Bây giờ chả biết xem đâu. Đợt đấy mình không nhớ là có bao nhiêu kỹ năng nhỉ. Tại vì nếu nó đủ ô kỹ năng rồi thì mình phải tẩy lại nó một chút đấy. Tại hiện tại các dòng của nó chưa đẹp. Mà thôi mình để video khác mình nghiên cứu tiếp đi. Để lâu rồi mình không không xài pet ở cái kiểu lên từng level thế này chả nhớ nữa. Rồi. Nó chắc đánh quanh giờ đi map tiếp thôi, chứ chắc chẳng có gì khác đâu.
Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái map rồi và nó yêu cầu lên cấp 99 thêm được map tiếp ấy. Thì hiện tại chắc cũng chẳng còn tính năng gì khác, toàn tính năng đã quay rồi ấy. Vì thế nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video hay bổ ích cứ thứ thì like, subscribe cho mình nhé. Còn trước các bạn góp ý là bỏ qua cái phần mà hoàn đánh như kiểu tung bánh mì ra đánh các thứ nên mình sẽ bỏ qua trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.